gì đó. Đào Hồng Nhung đó mọi người ơi. Thấy Đào Hồng Nhung giống như Tôn Ngộ Không nha. Anh muốn cho chú anh trời ơi anh đừng thảy mặt em đấy anh là nếu muốn xích ừ đúng ạ. Hồi nãy trúng ngay một mắt hả? Ngay con mắt em luôn á. Hồi ở dưới thêm mắt nữa cho nó đều. Trời ơi, tàn ác cho tôi thiệt chứ, không có nội này. Đúng chưa? Ba nấu. Đây, như trái này là chín rồi nha mọi người. Trái này là chín rồi nha. Đẹp mé không? Đẹp mé không? Đẹp mé không? Ghiền ghê không? Em cắm rồi nãy rồi bu em đã.